3 trận bất bại liên tiếp với 2 chiến thắng đã giúp Pau FC có bước tiến vượt bậc, vươn lên vị trí thứ 11 và đây là vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng leader của họ kể từ đầu mùa giải. Mới nhất, đoàn quân huấn luyện viên Didier Tolo vừa đánh bại Salinier với tỷ số 3-0 ở vòng 7 cúp quốc gia để giành quyền đi tiếp. Pau FC đang có tinh thần hưng phấn và nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao. Quang Hải vẫn đang được sử dụng như một phương án điều chỉnh nhân sự ở thời điểm cuối trận. Chân sút người Việt Nam thường chơi ở vị trí hộ công khi được tung vào sân. Sự thể hiện của Quang Hải là không mấy nổi bật và chưa cho thấy khả năng có thể cạnh tranh vị trí chính thức với nhóm cầu thủ như Bosna, Sinvet hay Botsuamina. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ lại chỉ được tung vào cuối trận và nếu may mắn, anh có thể ghi thêm một bàn thắng nữa hoặc kiến tạo cho đồng đội. Được chơi trên sân nhà Nusteykam ở vòng 14 cùng với phong độ khá tốt trong tháng qua, đây là điểm tựa quan trọng để Pau FC đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Amiens, đối thủ của thầy chó luận viên Didier Tolo. Dù đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, song không được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng giành chiến thắng trên sân Nusteykam. Pau FC đón tin vui khi trung vệ đội trưởng Antoine Batisse đã có thể trở lại tập luyện sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng 8. Về nhân sự đá chính, hầu hết các trụ cột như Saive, Danmeida, Ba sẽ đá chính, Quang Hải có thể được ra sân từ băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Philips Hinsberger khá ưa thích sử dụng các ngoại binh đến từ châu Phi và hiện nay các cầu thủ như tiền đạo Arokode, cặp trung vệ Mendy và Fofana hiện đang là trụ cột và chiếm suất đá chính trong đội hình của Amiens. Pau FC có kết quả đối đầu rất khả quan trước Amiens với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 7 bàn và thủng lưới 5 bàn trong 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau. Đáng chú ý, trận thắng duy nhất của Amiens trước Pau FC đã cách đây 21 năm. Pau FC đang có phong độ rất ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại tại Ligue 1 và Cúp Quốc gia. 5 trận vừa qua, thầy chó luyện viên Didier Tolo thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 8 bàn và thủng lưới 3 bàn. Amiens đang gặp vấn đề về phong độ khi để thua 2 trận gần nhất tại Ligue 1 và phải chờ đến loạt sút luân lưu mới vượt qua được Chamonix, đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 của Pháp ở Cúp Quốc gia. 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tỷ lệ kèo của trận đấu này là hòa được thua. Pau FC có vị trí thấp hơn rất nhiều so với Amiens trên bảng xếp hạng 11 so với 4, song phong độ của hai đội là tương đối trái ngược. Đoàn quân huấn luyện viên Didier Tolo giành được kết quả tốt hơn, còn đối thủ lại thi đấu thất thường. Ngoài ra với lợi thế sân nhà, Pau FC có điểm tựa để giành được kết quả khả quan và người chơi có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà ở trận đấu này. Hai trận gần nhất tại Ligue 1, Amiens trắng tay và không ghi được bàn thắng, còn Pau FC có 3 bàn và giành trọn 6 điểm. Hàng tấn công của Amiens đang có dấu hiệu sa sút về phong độ, trong khi hàng thủ của Pau cho thấy sự chắc chắn. Trận đấu này khó chạm mốc 3 bàn nếu nhìn vào phong độ hiện có của hai đội và lựa chọn xỉu an toàn hơn. Dự đoán Pau FC sẽ giành chiến thắng trước Amiens với tỷ số 1-0.